Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh YouTube Kiềm Rapper. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cả nhà, mình vẫn là dân câu cả nhà. Cá này cá dân câu mình ở ngoài sông mình mới bắt về cả nhà. Hôm nay mình dân câu chỉ được có bao nhiêu nè. Bữa nay chỉ được có con cá kết, con cá bà sa với mấy con cá sát nè cả nhà. Cá rất là ngon luôn. Cá này bữa nay sao mình dân thất thu là không có cá sát cá dứa nhiều nha. Mình được có hai con cá sát này hả? Sao nay nó tệ dữ không biết. Mà được con cá kết khủng luôn. Kết ngon đó. Trong đám này cá kết này là bán được nè, ngon lắm. Cá này mình cân cho bà hàng tới 250 luôn cả nhà. Con cá này là cũng cỡ gần 200.000 rồi. Được hai cá hú, con cá hú với con cá bà sa. Cái cá gài á, mưa dông gió quá với mình đi móc câu cũng hơi khó khăn một tí. Bởi mình móc một giác rồi cái mình nghỉ ngơi, mình đợi chừng nào qua dông rồi mình mới đi móc nữa. Bởi cá càng lúc càng khan hiếm luôn. Cá sát này thì mình phải móc nhiều giác á thì nó mới có nhiều nha, chứ mình móc mưa gió mà ít qua móc giác thì nó cũng ít chín nó lắm. Tại cá sát này nó phá mồi đó, mình hết mồi là cá nó không ăn. Mà cá kết này thì nó ăn nó hên lắm mới dính được nó, chứ lúc trước thì mình móc mồi cá trôi thì dính cá kết này rất là nhiều. Mà hôm nay sao nó hên, sao nó ăn mùi chuối luôn á, chứ làm như nó đói quá là nó ăn luôn. Bởi sóng gió quá mà móc không được thì nó không có mồi nó ăn thì nó đói, nó phải ăn đại luôn. Ba con cá này mình làm món gì ăn ngon hả cả nhà? Theo mình nha, là cá hú này thì mình sẽ đem đi nấu canh chua, hay là với mình làm món lẩu gì đó. Hai con cá này, cá hú con ba sa này là ăn là ngon. Còn cá kết này thì mình đem đi kho tiêu hay là kho quéo được cũng được, hay là mình chiên cũng được luôn. Tại chỗ cá kết này nó thịt nó rất là nhiều nè, coi nè cái bề bản của nó nè, đúng không? Mình quay sát cho cả nhà coi nè, cái bề bản nó không thấy thịt không à, mà nó dài nè. Đâu mình đo là có một gang, cả hai gang tay mình luôn á. Đó, cá nó còn sống luôn nè. Nhưng mà mình gọng nó chung với mấy con cá ba sa này á, nó gạch con cá này, nó sần con cá kết này chứ. Chứ mới dính là nó cái này nó sần dờn à, nó rất là đẹp luôn á. Tuy là dân cá ít nhưng mà như đây mình bán cũng được vài trăm ngàn cả nhà. Là cũng lây lắc cũng được một sống được qua bữa rồi. Cá ngon không? Tuyệt vời luôn. Bữa nào mình dân cũng được con cá kết bự gì là ngon, là ấm hàng lắm luôn á. Thì cái clip của mình đến đây sẽ kết thúc. Nếu cả nhà có yêu thích cái kênh của mình thì thấy cá ngon thì hãy nhớ cho mình một like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Hẹn gặp lại cả nhà những cái video lần sau nữa nha cả nhà.